Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Man Hero Game. Trong cái thí luyện xuyên không cấp cuối 2 ớt á, thì mình nhận được một cái quân chương giết rồng. Nói chung thì quân chương giết rồng mình cũng có rất là nhiều, nhưng mà thật sự ra thì cái món đồ đó nó cũng cần thiết và nó cũng cần dùng. Món đó thì nó cũng ok rồi. Đối với những con đa vật lý có thêm một cái yếu xíu đam gì đó nữa với chim á, thì nó cũng ok, ngon. Rồi, đến với thí luyện xuyên không cấp 3 ớt á, thì ở trong màn đó nó là có lính ngựa, tướng ngựa và lính chim. Thì các bạn có thể sử dụng một con tăng giáo và xài nói chung gì để khắc chế với cái chim cũng được, xài những cái con nào mang huân chương giết rồng thì đập chim nó cũng ok rồi, hoặc là xài cung bắn con Atumuller thì nó cũng ok. Rồi map đó thì nó cũng dễ, máu trên 50% thì sát thương nó nhận sẽ giảm. Thì cứ hai, nếu mà lực chiến yếu á, thì cứ hai hai con gõ một thôi. Đấy, hai con gõ một thôi. Nhưng mà đặc biệt lưu ý là cái thằng cái nội tại của thằng Demetric là ok rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thí luyện xuyên không cấp cuối 4S. Ở đây chúng ta có một cái hiệu lực là khi công pháp sát thương gây ra giảm. Và những anh hùng ở trong này thì ở cho anh hùng ở công chúa các bạn toàn là mẹt không anh à, Tyrit nè, Cherry nè, rồi này kia nữa. Ok, thì mình vô map thôi. Mua đồ thì mình không có được đồ ngon các bạn, không có đồ ngon. À, cái gì đây? Bây giờ là chúng ta có một con mắt trận ai chạy trên mọi địa hình nè. Với lại là nếu nó chạy rất là xa. Thứ nhất là nó chạy rất là xa, thứ hai là nó sẽ có một cái này trong phạm vi 3 vòng nha các bạn, chứ không phải là 2 vòng đâu, phạm vi 3 vòng là phạm vi khá là rộng luôn á. Và có đặc hiệu với ngựa, ok, coi như là con này mà nó có boost siêu cường lên á, thì con tăng Lewis này thuần ngựa luôn là chết chìm với nó. Rồi cái mục tiêu đầu tiên thì các bạn sẽ hạ con này trước. Con này là nó sẽ mang boost siêu cường, có chiến lược sư và nó có tinh thần kỵ sĩ và nó ở khá xa. Bây giờ làm sao, nói chung là các bạn phải làm sao mà đánh hạ nó là được, đánh hạ nó xong là khỏe. Nếu mà không đánh hạ nó thì dù nó chạy qua bên đâu ha, nói chung là mình chơi mình bây giờ mình đánh nó luôn à, mình không có dụ các bạn. Mình không có dụ, bây giờ làm sao mà dụ nó, làm sao mà dụ nó, dụ nó chạy qua đây à, Chapari à. Đây này, nó bước này bạn, nó bước tới đây rồi Chapari là tới thẳng cái tem bạn luôn. Nếu như mà nó đánh, còn không thì nó sẽ boost siêu cường. Nó boost siêu cường thì con này nó được boost lên một cái trí, trí cơ bản mà 1k9, mà khi đó nó boost lên một cái trí rất là cao. Thì khi mà nó cấp tem của bạn á, thì giả sử như là ở xa đi mà cái tầm chân không tới nó, thì nó giả dụ nó đi tới đây, đi tới đây thì cái con này nó xuống búa tóc và cái con kia hộ vệ này nó xuống nó chạy rồi. Nói chung là màn này thì các bạn không có khả năng mà đánh hạ được cái con này thì nó cũng khá là rối á. Ở đây là lính chim này, tầm đi là 3 ô, tầm đi là 3 ô. Ở đây giả sử như là con na đi, na lên đây 3 ô, na thì không lên bắn được, tele lên bắn. Mặc dù lính chim nhưng mà tướng thì tướng ngựa, sợ bắn là không vô. Leona A là trường hợp ngon nhất các bạn, nhẹ nhất. Và Leon đây thì sử dụng 3 kiêu này, thiên kỵ với lại hút mạnh, chứ không có cái gì ta, không có sử dụng kiêu ba sơi cũng như là tăng cường công. Ở đây chúng ta có được Territ tăng cường công rồi nên không cần thiết phải tăng cường công. Rồi riêng con Liana thì mình gỡ cái đôi giày cũng Bowser để mình cho con Liana nó mang để nó đủ cái tầm chân á, nó a lại cho thằng Leo. Ok, trước tiên thì mình qua đây.
Làm sao hả? Không biết là cái team khác thì đánh như thế nào, nhưng team mình thì mình đánh như kiểu này, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Còn mình không có biết chạy như thế nào nữa, dụ nó như thế nào ha. Căng nhà. Tại vì nó con này nó đau lắm, nó được boost siêu cường từ con Landfall này lên á, thì cái nó AoE cái này là lên trên cái lát ngựa là coi như là một thiên đường không thấy luôn á. Rồi ok, thì mình đánh theo cái kiểu của mình thôi, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Hút, hút thiên kỵ nha các bạn. Đủ lực ạ. Không không dùng Q nhé, như đây là đủ hạ nó rồi, không cần dùng Q. Vì Q mình đang chừa để đánh với con giáo bên kia. Ok, đây thì nó sẽ xuống đây và nó một kêu đánh đơn, kêu đánh đơn. Nếu như mà đứng gần gần đây là chết chìm với nó, phải đứng ở đây thì nó xuống đây thì sẽ tới cái thằng lên là dỗ nó. Ở đầu là nó sẽ không, nó không có bút siêu cờ nha. À, thầm 12k lên trên cái ấy, nếu như mà có boost siêu cường á thì các bạn cứ tôi nghĩ là cái con Landius là nó sẽ lên được. À đúng rồi, mình xài Lan mà mình quên mất con Ladin chứ. Tăng Ladin thì không sao nha các bạn. Tăng Ladin thì cũng ngáp ngáp á, như con giáo của mình thì 10k HP nè. Ma thủ thì hơi yếu thôi. À ok. Rồi, boost lên. Boost lên lại. Ok. Rồi, ngon rồi đó. Hút. Nó miễn dịch di chuyển giảm nha, nhưng mà cái chủ yếu là cấm hộ vệ. Con kia trên kia nó sẽ xuống. Ở đây mà 1 2 1 1 2 3 4 5. Thôi kệ con ngựa đó đi, không sao đâu. Mình tính là hạ luôn cái con ngựa ở phía trên này nè. Nhưng mà thôi kệ, nó xuống rồi nó đánh thì con kia chết rồi. Tí xíu nữa mình sẽ xéo bút ở đây quấn chặn đầu lên cái lát ngựa nó là ok. Con giáo nó bị mất máu rồi thì con Wheeler nó sẽ he, nên nó không đánh. Ở đây nó ủi một phát đi còn lại được. Wow, ta rít bắn độ rồi. Cay thiệt chứ. Đây rít bán độ các bạn. Nếu như mà không bán độ thì khả năng là sẽ ok, sẽ sống. Còn bây giờ tê rít bán độ rồi, khả năng là chết. Hết hộp à, nó còn hộp vệ. Nó còn hộp vệ. Con này đang xài cái chân đỏ hả? Thôi đánh nó đi, đánh. Đánh để chi? Đánh để con gì vậy? Con Wheeler nó lại tiếp tục nó hia nó chứ nó không có đánh mình. Đó, muốn hia gì hia? Tuần sau rồi thấy cảnh. Em. À thiết vẻ khỏe. Rồi trị liệu. Ăn là trị liệu biết thôi. Rồi nhé, thiết vệ nhé.
cứng thiệt. À, ok ngon, được. Này thì hộ vệ giáo hả? Sợ giáo hả? Trời ok, Wheeler lên được. À mới mất mất bút ánh sáng rồi, tới tới hiệp sau là phải bút ánh sáng rồi bạn. Vãi. Đâu thế? Hiện tại là nó còn cấm hộ vệ nữa các bạn, tranh thủ là chúng ta đập Wheeler. Chị cha nó có quân sư thiên tài rồi. Mình tính chạy mà bây giờ là thôi khỏi chạy đi nha, khỏi chạy đi. À, coi như là nhây với nó. À đấy hơi bị sai lầm ha, đấy là đập nó trước, đập con kia sau chón. Quân sư thiên tài thì cứ chỉ còn hai hiệp nữa thôi. Không có tiền đúng không? Ừ. Ờ. Ờ đóng cửa lại. Ủa lên nó bắt mày ký lại. Ok, thôi đợi cho các bạn đợi. Đâu quên không có chết, còn con gì, mặc dù nó là giáo nhưng mà nó sẽ không quýnh chết được cái con Leon của mình đâu. Sức tấn công của nó yếu các bạn. Mà nó trâu thiệt. Nó chơi trâu, nó chơi vậy cho nó mà lắp giáo là nó lên đường rồi. Lắp ngựa đã lên đường. Chết. Do là con Terrix nó bán độ á. Nó đầy máu à. Số bút lên lại cho ta. Ngon, gió 5 bút. Xào, hạ bưởi. Rồi ok, Manero xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn có một ngày chơi game thật vui vẻ và cũng như là dễ dàng vượt qua được thử thách cuối của thí luyện xuyên không tuần này. Manero xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.